Ok, nghe chút xíu bài Happy New Year của ABBA. Rất là lâu rồi nhưng mình nghe lại. Sẵn chúc tất cả mọi người ở diễn đàn một mùa xuân rất mùa năm con cọp sức khỏe như cọp nha. Thì chào Phạm Quốc Lâm, lâu quá mới gặp, thao không thấy em. Ok, khỏe không? Ok. Thì nói chung thì cuối năm rồi còn mấy giờ nữa mình cà khịa một chút, mình cà khịa để sang năm mà mùng 1, mùng 2, mùng 3 mình cà khịa là không có tốt, phải không? Cuối năm còn mấy giờ nữa. Ở Việt Nam thì bây giờ hình như là còn mấy tiếng nữa mới vô thừa. Tức như là mình bắt đầu từ trước 12 giờ là còn cà khịa được, sau 12 giờ đừng cà khịa, năm mới nó xui. Đúng không? Đúng rồi, chuẩn bị, đúng rồi, giao thừa. Đúng rồi, nghe nói vậy thành ra bây giờ mình tổng kết năm cũ, mình cà khịa chơi cho nó vui. Nói chung là mình có cái gì thì mình lên mình nói chuyện cho nó vui vui chút, nó cho cái đúng rồi, còn 1 giờ 3, 13, 3 phút nữa hả? Ok, đúng rồi. Thì còn cà khịa được thì cứ cà khịa ha. Ok, có đứa nào mà lên chơi không? Thì giờ bắt đầu cà khịa ha. Thì bố có đăng lên một cái nguồn tin mà tao thấy cũng chán quá, là một cái cô hoa hậu người Mỹ đã đăng quang năm 2019 thì cũng mới đây thôi chứ, đúng không? Cô ấy tự nhiên mà cô nhảy lầu của tự vẫn, mày thiệt tình, rõ ràng một cái xã hội rất là kỳ cục. Có nghĩa là hoa hậu đẹp là có tiền, mà bà cô ấy là luật sư ấy, và tự nhiên không biết cô ấy chết. Bởi vì tao nói thiệt mày, cái gì cũng là thật, cái xã hội này rất là kỳ cục. Đó, thành ra chết thê thảm, từ nhảy lầu từ lầu 29 mà xuống dưới đất, đương nhiên là vỡ hộp sọ là chết thôi. Mình thấy nó kỳ cục, thấy rõ ràng không? Đó là một cái xã hội, mình phải nói là một cái xã hội rất ư là thối nát, nói thẳng là vậy đi. Rồi tao bắt chước mấy dương chứ cuội nó nói mà, cái gì mà xảy ra là chết chóc bắn giết nhau là cứ đổ thừa cho xã hội hết, cho cái đất nước, cái xã hội nó tồi bại, với nó kêu mà nó thối nát, nó nói chung là nó tất tần tật là cái chữ đổ thừa cho chính phủ là ok. Thậm chí cái con ca sĩ mà nó chơi, cái con hoa hậu mà thay hoa hậu nè, nó vừa có tiền là nó là già nhà thiết kế thời trang nè, vừa là luật sư nè, có tài nè, mà nó nhảy lầu tự tử là đúng mà phải rồi. Cái xã hội là không có được, xã hội bê bối quá, xã hội là thối nát quá, cho nên vì đó bắt chước mấy thằng lương chú cụi nó nói vậy đó, nó nói dạy tao nói vậy đó, nó nói vậy cho nên tao bắt chước tao nói theo vậy chưa. Ok, có nào lên cà khịa chơi không? Rồi chào Lưu Lý. Mà để mình tao nói không có vui, tụi bay lên cà khịa đó là thằng Bỉ Nam Phong rồi nông dân rồi vô nhào lên coi, gửi yêu cầu lên rồi tán dốc lại. Còn có 1 tiếng rưỡi nữa thôi là coi như hết qua năm mới là không có cà khịa rồi. Bây giờ năm cũ còn cà khịa được thì cứ cà khịa nha, còn 1 tiếng rưỡi nữa là không có cà khịa được, nghe chưa? Rồi nó kỳ cục lắm ở đây, ở bên cái thứ xứ này cái thứ gì nó cũng có. Quên giới thiệu, thì còn 1 tiếng rưỡi nữa giao thừa, nhưng mà chút xíu nữa là ta phải đi làm. Bên này ta phải đi làm, có nghĩa là mày thấy rõ ràng, có nghĩa là ở Việt Nam thì anh đang ăn Tết ì xèo, còn tao đây là tao phải là nai lưng ra rồi mà phải đi làm, bởi vì không phải là ngày thứ này, bên này là thứ hai bên này, cho nên vì chỗ đó là tao phải đi làm. Nói như vậy là ở Việt Nam mình sướng quá, có nghĩa là hiện giờ đang đúng đang đêm giao thừa thì bên này ta bắt buộc ta phải đi cài, thấy rõ ràng chưa? Rồi ok, chào mọi người trở lại lần nữa, nếu nghe rõ thì bấm cái ok cho tao biết để tao không nói không, để tao có nghe rõ không, nghe rõ hả? Có ai lên chơi không? Bữa nay ông bạn già tao cũng bị kẹt, mấy đứa cháu ngoại lên thăm ổng cho nên ra ổng không thể nào ổng lên live được. Lên live bắt đầu nó quậy nó bọ, thì
không có ông không có hứng thú gì nữa, thì ông xin từ chối. Ok, bữa nay nhà ông. Chào Trần Tiến Hưng. Chào tất cả mọi người lần nữa nha. Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ. Năm nay năm con cọp. Chúc mọi người là sức khỏe như cọp. Bác không về nước được là bởi vì đây bên đây nó không có chuyến bay. Nói chung là đang chờ chờ rồi đó, chờ chính phủ cho phép rồi bắt đầu nó mở chuyến bay bình thường được được lại. Thì các tiểu bang thì nó bán vé thì mình mới về được. Chào Việt Rai lên là xạo vậy, Việt Rai lên là đáng dốc chút xíu rồi Việt Rai. Gửi yêu cầu đi, tôi mời lên, đứa nào muốn lên gửi yêu cầu lên đi. Mà cái line này như bốn người ra ngoài lên nói dốc hồi coi rồi. Còn có 1 tiếng mấy còn nói dốc được, còn nếu qua 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 giao thừa xong là không có nói dốc được nữa nghe. Gớm. Ok thì lẹ đi đánh nhau với bà xong đi rồi lên chơi chút rồi mới lại mày làm. Trời ơi mày gửi câu ủ bà thi sư à, tôi coi thử coi ủ mấy thằng quỷ quỷ sứ này tôi coi. Rồi chào mày Chết thấy rồi nói đi chơi kỳ chơi rủa xả quỷ sứ tùm lum hết trơn hả? Thì ta nói mày rồi mà còn 1 tiếng rưỡi nữa còn là được cà khịa được thì cứ cà khịa chữ toán rặn Sài Gòn muốn nói gì đó muốn ta ra nhưng mà sao 1 tiếng rưỡi nữa là không được mình nói. Ta nói mày rồi, cái chủ đề của tao hôm nay là cà khịa mà trời ơi. Có hai người là mình tám qua tám lợi mình chém gió kiểu này rồi thành bão thì sao anh? Không sao, Phải hồi nhiều nữa có người. thằng nào muốn lên cho lên tiếp coi cái lan này mời được 3 người là ta tao nghĩa là 4 không có tha hồ mà chém gió đúng không? Ông bạn già của anh nay đâu mất biệt rồi. Ông bạn già mới gì chắc chắn là anh ơi nơi 2 đứa cháu ngoại nó quậy quá trời đất, tôi xin lỗi bữa nay nha. Rồi ông bị kẹt 2 đứa cháu ngoại mới lên nhà ông. Nói chung một cách khác là gia đình của ảnh thì cũng con cháu nó về thường xuyên cho nên vì cho nó ra ổng cũng kẹt cũng bị, còn tao đây là cô thân độc mã nha, chỉ có cái nhà với tao không mà ra tao mới quậy Anh chuẩn bị Tết nhất bệnh có chuẩn bị Tết nhất gì không? ê, ê Phong có ông Phong Nguyễn có ông Phong vô nói kìa kêu Phong lên. Ê Phong lên lên đi chơi nói dốc với anh chút coi. À, tôi chuẩn bị là chuẩn bị đón giao thừa nè. Trời ơi thôi mày ơi má thấy tụi bay làm riết rồi xong cái rồi tao 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 cũng nôn quá. Nói thẳng với mày thì anh có đặt người ta 2 cái bánh chưng. Anh đặt 2 bánh chưng rồi xong về cái anh mua bó hoa xong rồi anh trưng lên bàn thờ bà già vậy là xong rồi cuối Tết quay tao vậy đó. Ôi năm nay mấy nhỏ nó về nó làm cho tôi cũng chẳng có làm gì hết anh ơi. Hello Giờ Phong, chào Phong. rồi chào anh Phong chào thượng sĩ thượng thượng sĩ nhì nhì thượng sĩ nay nhất xuống cấp rồi thượng sĩ nhất á mà ngày xưa gọi là thượng sĩ già đó bởi là lên tức thượng sĩ là già rồi còn nhất là già ghê lắm rồi đó. có thấy là bắp nè anh cái gì vậy thấy là một cái bắp cái hả bắp luộc nè bắp luộc trời ơi giờ bển mấy giờ mà này phải công nhận cái điều này là ở bên Mỹ này bắp rất là ngon. Biết tại sao ở xứ ta ở chỗ tao ở nè bắp rất là ngon tại vì chạy chạy xa xa là toàn trồng bắp không ở đây nó dùng nó mua nó trồng bắp mà nó nổi bạt ngàn đến nỗi là hầu như là mày chạy cả 100 cây số vẫn còn trồng bắp một ghê Này, gớm không. bắp này là nhập từ Việt Nam, bắp Mỹ mà ăn cái gì anh? Anh đang nói bắp Mỹ, còn này bắp Việt Nam. Ôi trời đất ơi làm sao mày có được hay vậy? Ô, người ta nhập qua đây người ta bán anh. Có ở dưới chợ hả? Bắp Việt Nam Ồ. mà vậy đó. Bà xã tao bà khoái ăn bắp nếp lắm, bắp nếp nó ngon lắm, bà khoái ăn lắm, bà mua Việt Nam 3 đồng thấy 3 đồng 2 cái 3 đồng 2 cái. Ừ vậy ông là khoe đây nha ngon nè ông khoe đang mà thông
ông khoe đi, coi chừng nó tẩy chay ông đó. Hả? Ông khoe đi, mấy người kia nó tẩy chay ông á. Tẩy chay mẹ gì, bây giờ nó hết rồi mẹ ơi, bây giờ cái tình trạng đó nó cũng bớt, nó hết rồi. Nó tẩy lâu rồi anh, đâu phải mới đâu. Giờ nó còn gì sợ hả? giờ tôi đang khoái làm việc cộng mà làm không được đây. Mắt tao cái gì vậy mẹ ơi, tao. Ê, bây giờ mình... quá vô động bây giờ. Vì cộng bây giờ phải công nhận sướng thiệt. Má. Hả? Vì cộng tưởng sĩ nghiệp là bây giờ tôi muốn vô Đảng Cộng sản được không? Được. Được. Cái tao kiến cho. Cái này để tao kiến. Cái này để tôi kết nạp cho. Cái nào mình làm lễ kết nạp mẹ nó đi. Tôi làm lễ kết nạp hai ông rồi tôi ra quyết định rồi đóng dấu bằng khoai lang vô luôn. Rồi. Ừ. Mày đóng dấu xong rồi đưa tao ký lại. Mà lửa ngày 10 mà lửa ngày 16 nha. À, mấy anh biết cái này gì không? Cái gì hả? Mực muối. Ồ, mực từ... muối hả? À, từ... này, mực, tao có khô mực Việt Nam gửi qua. Mực bột nắng mà tao để dành tao tuyết á, mới ngày qua mới làm con, ngon lắm. Ai ở Nha Trang mới biết thôi. Mực muối này làm gì ăn ta? Kho. Hả? Thịt mực muối kho với thịt ba chỉ. Anh Phong với anh Cầm, tôi thì không có mấy thứ đó, tôi nói vợ tôi á, nói bà xã tôi ra đi chợ rồi ra mua cho tôi bể chừng vài ký cá lóc mà chừng khoảng trăm hơn trăm gram con á, cái tôi về tôi xẻ phơi khô, xẻ và tôi phơi, tôi ướp gia vị rồi vô với ớt rồi vô, cái tôi đem tôi phơi một nắng, cái tôi bỏ vô trong ngăn đá, cái tôi đem tôi chiên sơ sơ, cái tôi quất, cái trưa tôi quất bảy trận lon bia rồi thôi, tôi ăn vậy đó, tôi ăn nhẹ cái đó nhẹ. Thì nói chung là thật thì cái đó thì tao thấy cũng ngày ngon ngon, nhưng mà có điều tao cũng không khoái lắm. Đã tao nói mày nghe, ở đây bắt nó dĩ qua cái xứ người thì mình mới ăn khô ăn mắm, là bởi vì sao? Bởi vì đồ tươi không có, mà nếu mà gửi đồ tươi là ai mà gửi cho được, cái là việc đó thôi. Còn đã ở Việt Nam là tao cứ cá lóc đè đầu tao nướng chui rượu má, ăn không sướng hơn đồ tươi ăn ngon à. Mẹ bà bắt mới gì phải ăn khô đúng không? Đâu phải anh không phải là anh phơi thịt khô, mà anh chỉ phơi một nắng, mà anh ướp gia vị xong phơi một nắng thôi, anh bỏ vô tủ lạnh xong đem ra anh chiên hoặc là anh nướng. Còn với cá chạch, anh biết cá chạch mà con nào cũng lấy khoảng bằng hai cái ngón tay vậy nè, nó bằng cái mình nó khoảng hai ngón tay rồi, anh cũng đem anh nói nhắc tới, mày nhắc tới cá chạch thì tao mới nhớ, có một thằng em nó ở quê đó, ở Vĩnh Long á, nó về quê cái nó bắt được, nó mua lại người ta, tao biết một con cá gọi là con cá chạch lấu á, biết cá chạch lấu là cái gì không? Biết. Con cá nó bự bằng cầm tay thôi, mà nó mua hồi đó nhiều tao biết là trời ơi, con cá nó ăn tuyệt vời là ngon, cái thịt nó dai cực kỳ luôn. Còn tươi, ăn tay ăn gọi là cha tay rồi. Tay đâu có ra ăn. Mà con cá đó đó nghe nói ở dưới là không có ai bán, bởi vì đó là người ta thường ta câu được hoặc ta ăn được thôi, chứ thực ra là không có bán ngoài chợ. Đúng rồi. Cá rất là hiếm. Của hiếm mà, của hiếm đồ ngon mà. Nói chung là đồ Việt Nam đồ tươi là nó ngon ạ. Đồ mình đã về tới Việt Nam mà tổ chó thì ăn khô, tao ăn đồ tươi không? Gà đi bộ, gà nuôi tràn nuôi nó thả đó phải không? Về bắt đè đầu vô bẻ cổ xong luộc lên, muối tiêu, lá chanh là xong, dạ. Không cần gì hết. Không cần gì hết hả? Ở Việt Nam á. Tôi hai con đang rộng nè. Gà nồi, gà đá rộng hai con. Trời ơi, để gà đá tao ăn mày đi ra nhắc rồi. Trời ơi, bởi vậy sai lầm rồi. Cầm này không, cầm này lạc hậu rồi đó, thấy không, anh đi mấy chục năm anh lạc hậu rồi. Anh về đây anh thấy tôi chế biến mà gà đá tôi chế biến anh ăn anh không ghiền nữa thôi á. Cầm xả phải không? Cầm xả phải không? Nhiều thứ lắm anh. Còn xả thì anh hầm, anh đừng có hầm vô trong cái nồi áp suất nha. Trời ơi, đưa vô nồi áp suất thì thí dụ như đó 20 phút thì anh hầm nó khoảng độ chừng 10 phút thôi, thì nó vừa chín, nó hơi mềm mềm thôi, nhưng mà cái độ dai độ giòn nó còn, chứ mà anh hầm nó chừng 20 phút theo như cái cho nó mềm luôn, tới cái xương nó rụt hết là thôi khỏi ăn luôn. Gà là anh phải cho nó vừa tới, ăn gà đá mà anh làm nó vừa tới nha. Trời ơi, tôi nói cái sức kỳ ta, gà đá tao thấy hình như là tao nhớ hình như là nó có gì rượu thuốc hay gì đó đó, nó có hay dỗ vô, nó hay ướp vô, nó có thịt con gà không có đâu anh ơi. Hồi xưa nó đá đòn khác, còn bây giờ nó đá bằng
nó đắt cửa không mà nó vô một khoát, khoát thứ hai là đứt bóng rồi, cần gì nữa mà cái thuốc nó đắt cửa. Ôi, tao thấy ghê ghê, hồi xưa chuyên môn nó lấy thuốc, tao nhớ mà nó tẩm vô mấy cái đùi rồi các cái đủ thứ tụi la. Tôi còn con gà đá bỏ trong tủ lạnh rồi, mới đem chiều ngày hôm qua, rồi nó đem lại ngày hôm qua nó cho bỏ tủ lạnh mà tôi cũng không hay nữa, nó chừng hồi nãy kiểm tra lại thấy có một con, còn hai con thì rộng ở đâu như sao, hai con gà đá rộng như sao, gà nồi chứ không phải gà đá, gà nồi tơ anh Trần khoảng ký mấy, 2 ký trời rồi, tôi đó ăn im lắm. Trời ơi. À, tôi cho mấy anh coi cái này. Rồi nữa khoe nữa. Ủa má tết nhất nha, ta chưa muốn chửi mày nha, mày cứ đem mày cứ đem đồ ăn ra quên riết là đồ quá là tao chửi. để ông khoe đi, tôi khoe cái này coi 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 ông biết cái gì không. Trời ơi. Nói gì thì nói, à, thì ở trên bàn thờ của tao cũng rất là khiêm nhường, mày thấy không? À, bây giờ hỏi em. Cũng order được hai đoạn bánh chưng. Cái này là gì? Rồi cái này là gì? Hoa, rồi. Cầm đâu rồi? Vậy là xong rồi đó, vậy tao là xong rồi đó. Cầm. Cái này cái gì? Ồ, cái này trứng ngỗng. Ờ, thấy không? Cầm cầm nhỏ mà. Nhỏ mà. Nhỏ cái này à? Là gì? Ừ. Ờ, không biết tao nghĩ là chắc là nếu mà đưa ra chắc là lẽ là hùng thịt bắt thảo hả? Anh nhìn anh nói thiệt tình đi, cái này là cái gì nhìn vô biết liền, trứng gì? Hột gà cái gì tao đâu mà thấy rõ ràng đi. Hột gà đi. Thấy không? Hột gà phải không? Ờ. Giờ tôi đưa một cái nữa nha. Cái này cái gì? Đúng rồi, anh này cái gì? Ồ, má cái này cũng là hột vịt chứ gì, hột vịt. Hột gà. Hột gà xong cái dài cái tròn là sao? Cái trứng này không cầm, không cầm. Không cầm, đố ông cái này cái gì? Mắm chua mày ơi. Giải thích nè, để giải thích cho nghe nè. Đây là hột gà. Đây cũng hột gà luôn. Nhưng mà nó to bằng cái hột vịt đó. À. Nhưng mà ở trong nó có hai cái trồng đỏ. Ủa sao kỳ vậy? Ở trong nó có hai cái trồng đỏ lượng nó bự hơn, thấy không, bự gần gấp đôi luôn không? À. Thì ở bên đây á, người ta nuôi kiểu gì không biết, thì mấy cái người mà người Việt mà người ta làm ở trong mấy cái farm nuôi gà thì trong một chạy nó có một hai tháng gì đó tự nhiên tụi gà nó đẻ ra cái trứng này. À. Là người ta mới lựa ra. Sao nó biết hay vậy ta? À, đập ra trong nó có hai cái trồng đỏ nhưng mà trồng trắng ít lắm. Cái này là anh biết làm sao không? Cái này là một hình thức là hành hạ súc vật. Hành hạ súc vật. Cùng anh ép, nó ép con ta đẻ như vậy nè. Đẻ trứng bự vậy nè. Nè, cái trứng gà công nghiệp nè. Cái này á, là một ngày nó phải đẻ 2 trứng. Tại vì con gà bên Mỹ nó không cho con gà ngủ đâu, nó mở đèn suốt ngày à. Nên con gà nó bị rối loạn sinh lý á. Nó không biết ngày đêm gì hết, nên một ngày nó quất 2 trứng. Rồi tới cái tháng nào đó nó sẽ quái thai bằng cái trứng này. À. Là 2 trồng đỏ. Bự lắm anh. Ngọt ghê ha. À. À. À, anh thấy cho 2 trứng nó khác nhau. Khác nhau, coi dùng trứng bằng rưỡi, một cái 1.5 á, trứng lớn. Ờ, thấy rồi. À, em đang đổ ốp la em ăn đây. Dạ hả? Ok. Nhưng mà cái trứng 2 trồng đó, mua ở đâu, mua chợ Việt hả? Không có, ở trong farm á, thỉnh thoảng cái người ta cầm đi ra người ta bán. À, chứ còn ngoài chợ thì không có. Dạ, thì mấy người làm trong farm người ta nói là thỉnh thoảng là 1 năm nó chỉ có trong vòng 1-2 tháng thôi. Thì đột nhiên nó đẻ ra vậy, cái người ta lựa cái trứng bự người ta để riêng. Mà tôi thấy mới thấy cái vụ này ở đây thôi chứ chưa mấy chỗ khác thì chưa, không biết hay không biết. Không biết, mình không biết, anh cũng không có để ý lắm, nhưng mà có điều thấy nó hơi lạ. Ok. Rồi, ba tao nói cho mày nghe nè, thằng Thượng Thiên Nhất này, cái hũ mắm của mày đó, ta
lấy miếng bà rọi, lấy miếng bà rọi mà vừa thiệt là ngon ha, nó coi như luộc lên sắc ra mỏng ra, thái mỏng ra nha, vừa leo rau sống với lại mắm tôm chua rau bể vô rồi bá cháy bò chét luôn, uống đủ đế là hết sảy luôn các bạn, thế ta ăn cái đó rồi đúng không? Anh coi nè, cả đống này nè mà tôi rủ này nè, anh nhìn thấy không? Ở chưa mà mấy đứa nhỏ nó mang về nè, nó bỏ nè, mà tôi còn riêng thùng nè, cái này là của tôi nè trời nè. ơi. À, rồi hiểu rồi, Ủa đúng cái gì vậy? rượu đế, rượu đế, rượu nếp anh, còn Trời bia rồi tôi không có uống. Còn rượu tây, rượu tàu mấy cái nhỏ nó đem về cũng bỏ mấy năm nay để đó, tôi cũng đâu có uống đâu. Có khách có khứa rồi nhiều khi đem ra mời bảy một hai ly rồi thôi, chứ tôi cũng có thích ba cái đó uống rượu nó nóng thấy bà nội luôn, tôi khoái rượu đế. Rượu đúng rồi, rồi đế đó giống như kiểu như đi ăn thịt cầy mà uống bia thấy nó vô duyên vô cùng đúng. rồi. Mình gọn 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 lại chút, bữa nay mình cũng kề tới cái giờ giao thừa rồi thì không có gì hơn. À, lên cái diễn đàn của Bắc Cầm á thì mình nãy giờ mình chém gió nó lung tung rồi, bây giờ mình đi vào đề là ngày xuân thì đến cận kề cái phút giao 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 mùa rồi đó, Rồi. thì cũng không nên chúc mọi người một cái mùa xuân là ấm áp cùng gia đình, mọi điều may mắn sẽ đến với mọi người trong cái năm năm mới, năm con cọp. Thì em ở ở ở xa thì em cũng gửi tới cái lời chúc vậy thôi, và em xin chia tay mọi người rồi, để cho có anh em nào lên diễn đàn thì cứ lên nhé. Khoan khoan, anh Phong, anh Phong ơi, anh cho anh tôi Phong ơi, anh Phong ơi, em có một chút ý kiến này nha, cho em xin một ý kiến này. Em mời tất cả các bác cái này là có điều kiện về Việt Nam ấy, sau này các bác tổ chức lên, em sẽ có trách nhiệm chở các bác đi du lịch Tuyên Quang, Hà Giang với một số tỉnh phía Bắc. Nha. Khoan nha, bây giờ vậy nè, tôi chúc nè, tôi chúc anh này nha, năm mới tôi chúc mấy anh nha, gia sản phát đạt, gia cư an lành, gia phong nề nếp, gia pháp kỷ cương, gia đình hạnh phúc, được không? Đúng rồi, dân miền, đúng rồi, dân miền Tây, thằng này thêm 6 câu giọng cổ gì nữa là bùi luôn, tao ngủ luôn Thôi vậy nha. Rồi ok, thôi ok. Rồi, rồi tạm biệt nha. Rồi Rồi ok, tôi cũng tạm xin biệt. phép rút lui. Rồi, chuẩn bị đâu nữa cúng. Thì thôi bây giờ mình cũng diễn đàn mình cũng đã cũng quá đầy đủ, thì tất cả anh em trên bốn người trên diễn đàn này nè, tôi đại diện, tôi lớn nhất, tôi đại diện, thôi bây giờ tất cả mọi người ở đây đều chúc người dân Việt Nam an bình hạnh phúc ấm no, năm mới phát đạt, và điểm thứ hai gì nữa là quan trọng là sức khỏe như cọp đó đúng Năm không? cọp phải giống như sức năm khỏe như năm cọp ạ. Năm năm con cọp, năm năm con năm cọp, con cọp thì coi chừng năm con cọp tới. Đúng rồi. Vậy thôi ok, mình cũng tắt diễn đàn luôn đi, tắm rửa để lát, để lát tôi chia sẻ cái bài viết đó cho anh coi. Rồi rồi, tạm biệt nha. Ok, là chào mọi người nha. Rồi năm mới, rồi chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới nha. Rồi.